Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người tới với kênh của mình Ở Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với cái trò chơi Hello Hello Cà Phê nhé các bạn Thì uh, phải nói rằng là cái sự kiện đợt này thì ra thêm một cái nhân viên mới Nhân viên mới này thì tên là Baila Thì đối với Baila thì mình, theo như mình thì Baila cũng rất là ngon Bởi vì tại sao Baila là một trong những uh, nhân viên tính cách lãng mạn ấy lãm mạn thì hiện tại thì đội hình bi lãm mạn đối với nông dân cải chay thì khá là phù hợp khá là nhiều nhưng câu chuyện là lấy được uh, bài la lên vương miện 1 hay là vương miện 2 hay vương miện ba không đó là một cái câu chuyện rất là nan giải mà chúng ta nông dân cải chay cần phải uh, giải quyết cái vấn đề này nếu sau này những sự kiện này có trở lại hay không Đấy, cũng khá là đau đầu các bạn nhé thì uh, Hôm nay mình sẽ quay cho bạn Thì uh, hôm nay là ngày cuối rồi Còn 4 giờ nữa sẽ kết thúc Thì mình sẽ có tổng bao nhiêu vé đây uh, Mình sẽ Mua thêm nữa Mình sẽ mua thêm thứ nhất là um, Xả kim cương là khoảng 9k kim cương này Và được 30 vé này. Đúng không? 30 cái vé để chúng ta quay thêm mua một gói 20k nữa đi Đấy rồi cái này thì được khoảng Ờ uh, một cái nữa ở hết rồi cái này mình cũng không còn nữa Trước các mình quay uh, nhân viên mới rồi nhân viên uh, ngày xưa mình quay uh... ngày xưa mình quay ai nhỉ đây ngày xưa mình quay uh, momo rồi Thì nói chung là có những cái nhân viên mà đôi lúc mình cũng đang đau đầu bởi vì đến cái giai đoạn này của mình rồi mình đang bị chững lại Thế là có thể là có thể mình phải chơi mấy nhân viên cơ bản để lên vương miện ba hết rồi bắt nào sau này khoảng 6 tháng đến 8 tháng tới thì mình mới có kế hoạch chơi những cái thần uh, những nhân viên này lên vương viện 3 bởi vì những cái nhân viên này chơi rất là tốn tiền các bạn nhé Ok chúng ta sẽ quay 42 lần đi đúng không nhỉ 42 lần Ừ thôi quay khoảng 42 lần các bạn nhé 42 lần để xem được bao nhiêu Ui 5 lần đầu tiên khoai các bạn ạ 6 mảnh sáu mảnh Là 15 mảnh rồi được Mới được 15 mảnh các bạn ạ <laughs> Ước gì mà ra là nhân viên luôn Thôi sản xuất x6 là cũng ngon rồi Ui ra được chín mảnh nữa Khoai các bạn ạ Phải 40 mảnh chúng ta mới có một nhân viên Cái nhân viên này rất đẹp trai Ui, Cái gì thế này các bạn đen các bạn ạ nấu ui lúa về lúa vệ vậy là đủ hai nhân viên luôn các bạn nhé nếu mà bảo chơi được ấy, lên để lên vương miện một ấy, chúng ta cần... cần đến nhất là 6 các bạn ạ. Mình nhớ không nhầm là cần rất nhiều 6 hay 7 ấy. đây là vậy là mình có hai nhân viên rồi đây có hai nhân viên rồi nhờ. đâu rồi nhỉ đây tiệm trà nhé các bạn đây bài la lãng mạn vậy thì chúng ta cùng xem chi tiết kỹ năng của bài la tí nhá à, thứ nhất là mấy cái option đầu này nó cũng khá cơ bản thôi nhưng nó sẽ đặc biệt nhất thứ nhất là cần 6 sao này khách mỗi giờ cộng một thì cũng được cái à, kim cương một kim cương 1 thì tăng tất cả kỹ năng của nhân viên lãng mạn trong phòng 6% là ngon rồi các bạn nhé. Thêm một cái này thêm 4% cho tất cả mọi nhân viên khi đạt kim cương 2. Ngon hơn nữa là vương mì 1 vào vào hồ sơ nhân viên để kích hoạt này. Cái những cái mà vương nguyện 1 và vương nguyện 3 này chúng ta phải cần vào cái hồ sơ này để chúng ta kích hoạt các bạn nhé. Đây, chúng ta phải vào cái hồ sơ nhân viên này chúng ta mới kích hoạt được ví dụ như để mình từ từ mình kích hoạt nốt đi ví dụ như mình có đây chẳng hạn như sandy vương mệnh một thì mình phải vào đây mình mới kích hoạt được để lấy cái option là tất cả kỹ năng thợ làm kem 4%. thì sau này uh, sau này đối với nhân viên này cũng vậy thì cũng phải vương lên một rồi chúng ta vào đây thì chúng ta mới kích hoạt được đây mình sửa nghiền một chút là đây là mới nhân viên này à, 40 40 chia cho 360 chia cho 40 là tốn đấy các bạn nhé tốn khoảng năm bốn là chín chín nhân viên các bạn cần chín nhân viên chúng ta mới lên được một vương viện một khoai khoai cực kỳ Thế là cần phải một số tiền khá là lớn nếu mà các bạn thật sự mà muốn quyết tâm lấy ba la về còn mình thì lấy thế tại sao mình phải lấy thứ nhất là lấy để dành sau này bởi vì mình theo dõi theo với các bạn rất là dài thì sau này nếu mà tính về dài là vòng quay này có quay lại thì mình chơi ba la cũng được các bạn nhé hoặc là chơi gắn nhân viên khá cũng được tất cả kỹ năng của thợ pha trà 4%. Vậy thì mình xem bài la so với Erica chẳng hạn đi. Đúng không? Erica cũng là lãn hạn nhá. Erika được cái thì các bạn có thể cầu nguyện được. Thì Erica cũng là tất cả kỹ năng thợ làm kem 4%. Những nhân viên siêu đặc biệt, siêu đặc biệt là có ai? Thứ nhất là có Annie chẳng hạn. Annie thì cái option của Vương 11 nó sẽ khá hơn quyên nó sẽ có cái option ở vương miện à, ở kim cương một nó sẽ khác hơn. Đấy, nó sẽ khác hơn là thêm khá là nhiều. Hay lần ngày xưa chúng ta có Momo chẳng hạn đúng không? Momo mình nhớ không nhầm là cũng option cũng khá là đẹp. Đây. Đấy, nghĩa là ở quyên kim cương 2 không phải kim cương một Là cái mà làm lên cái đặc biệt riêng của những nhân viên uh, siêu hot ấy thì chỉ có Momo và Uh, Annie các bạn nhé Còn mà những nhân viên như Erika Hay là ngày xưa Có một nhân viên gì nữa nhỉ Mình nhớ không nhầm là Hầu như là mùa nào mình cũng lấy hết các bạn nhé Nina có phải không nhỉ Ờ ngày xưa là Nina nữa các bạn Nina thì cũng mang tính nhất cơ bản thôi Tức là xịn hơn so với những nhân viên Các kia Nhân viên free Mấy cái chỉ số cơ bản thôi Ok, chúng ta sẽ cùng nhau uh, gacha tiếp các bạn nhé. Nổ không? Ui. Tiếp này. Đen lắm các bạn. Ra không? Ui. Khoai rồi các bạn ơi. Nhờ này khoai rồi. 27 vé. 27 vé mình sẽ đổi thêm ở... Rương báu nữa mình sẽ đổi mắc Mì 14 này thì bốn thêm lên đổi được 7 nữa là tổng cộng là được bao nhiêu nào mình thử xem là có đủ lên à... ngày xưa là đối với mình là mình ăn à, ni chẳng hạn ăn ni là đây là kim cương 4 thì cần khoảng khoảng 4 nhân viên đi À ba nhân viên ba nhân viên là các bạn sẽ lên được rồi còn mà 5 nhân viên thì chúng ta sẽ lên được kim cương hơn nữa tương cương 5 ba nhân viên rồi các bạn xem mảnh xem mảnh thì hiện tại có 9 mảnh 9 mảnh sạch 40 và ba nhân viên ba nhân viên này thì chắc có lẽ là mình đủ rồi thường thì ba nhân viên nó vừa đẹp các bạn nhé nếu mà các bạn nông dân cày chay thì chúng ta sẽ dừng tại ba nhân viên thôi 9 mảnh nha Nếu ấy, mình lấy 4 nhân viên cũng không đủ Nâng viên các bạn nhé Mình cần phải 5 nhân viên Nghĩa là 1, 3, 5, 7 Nói như cái số lẻ như vậy Mình ra gạt... Ui còn cái này mình còn chưa mở nhé các bạn nhé Còn chưa mở thì có thể là Nếu mà Nhân phẩm mà nổ cho mình thêm Một nhân viên nữa thì có thể mình sẽ đủ uh, 5 nhân viên Thì uh, Mình có thể lên được kim cương 4 ở kim cương năm gacha tí này các bạn nổ ui quay các bạn cay quá quá ư là cay luôn skin của Baila la đẹp các bạn nhé đẹp cực kỳ luôn skin thì đẹp cực kỳ luôn đây. quá ư là đẹp để mình xem các nick tốm là có không để cho các bạn xem luôn thật ra thì hầu như ra mỗi lần ra một nhân viên mới nào mình sẽ đều lên clip đấy thì để các bạn quý mến ấy cho có thể cho mình xin một like một đăng ký là 26 sáu sẹt bốn mươi đớn đau các bạn hai sáu bốn mươi mà đủ rồi nhé Chắc có lẽ là mình phải 38 x 40. Chắc có lẽ phải mua thêm để gacha luôn thôi, cảm ơn ạ. Mua 2 này. Mua 4 này. Ôi ví lắc rồi. Đây mình sẽ thực hiện gacha. Ui tuyệt vời các bạn ạ trên cả tuyệt vời quá ư là ngon luôn <laughs> thơm bú bú vội các bạn ạ lúa về chắc chắn rồi cầu được ước thấy bỏ thêm một trăm bốn mươi nghìn nữa thì đợt này mình vẫn bán hạt mầm bình thường các bạn có thể mua ủng hộ mình với nhé hạt mầm đó thì nó là một cái, một cái loại tiền tệ ở trong trò chơi thôi đây mình cũng tiêu gần hết ấy. đây mình còn 660 nữa nghĩa là tương ứng sáu 600 nghìn thì các bạn nạp à, bằng thẻ dinh hết thẻ dinh thẻ của nhà phát hành thì uh, nó là thẻ chính gốc ấy. nó các bạn không phải lo về vấn đề gì đâu đấy do nhà phát hành phát hành ra mà đấy đủ 5 nhân viên các bạn nhé 5 nhân viên thì mình thế ai đây thế uh, có thể là mình thế nhân viên này đi hoạt bát á trong trong combo hoạt bát cũng rất là đau đầu mình xem nào có lẽ là mình thế nhân viên này các bạn nhé mình thế nhân viên này đi trà một trà hai trà ba trà thôi bắt buộc phải thế nhân viên này thôi các bạn ạ đây tiện thì làm mới cho các bạn luôn nhất là để thế là chúng ta làm mới cái này là một này thứ hai nữa là chúng ta phải làm mới rất là nhiều các bạn nhé đây thì tiện mình cũng cho các bạn luôn xem khôi phục này thứ nhất là khôi phục tăng sao này rồi khôi phục khá là nhiều đấy mỗi lần mà chúng ta reset như thế này tốn cực kỳ nhiều các bạn nhé đấy để cho các bạn xem như thế nào thôi thì có thể mình sẽ không reset, reset tăng sao đâu reset tăng sao nó hơi chát một tí thôi cứ để đó đi đã Nên mình sẽ reset cấp thôi để cháu bạn xem là nó lên được bao nhiêu đấy tiếp theo nữa là mới nhân viên này thứ nhất là chúng ta làm mới về ist e này khôi à, phục nghề nữa này đấy như thế này là đã gọi là reset gần hoàn thiện rồi tất cả rồi với reset như thế này thì mình bắt đầu cho uh, nhân viên vào Đây mình lấy ra này nói chung là nhân viên của mình kháng nhiều đấy các bạn ạ đấy ok nhá vào liền đẹp trai hành liền nhất là tăng mắc này cái này nên mình là một nick nạp cũng thuộc dạng là nick tốt. nên lượng tài nguyên của mình sẽ là nhiều chủ yếu là cho các bạn trải nghiệm thôi chứ mà các bạn mà trước khi làm cái này các bạn phải cân nhắc kỹ bởi vì cái lượng kim cương chúng ta kiếm được rất là ít rất là giới hạn ở ờ, đây là một nhân viên lãng mạn thì có lẽ là mình sẽ tẩy một chút đi đây ngon ra lãng mạn luôn này ờ, tiếp theo nữa mình tẩy đi tẩy thì ôi tẩy thì nó vẫn giữ nguyên sao các bạn nhé lúc nãy mình thấy tẩy sai Người sai lầm ờ, hình như là nhân viên trà này lúc nãy mình có rồi nhỉ trà à lúc nãy là hoạt bát Thôi thì thôi. À, mình qua bên này xem có gì nè. Vẫn hoạt bát à. Thôi lấy hoạt bát đi rồi chúng ta tẩy về cũng được cho nó rẻ. Bởi vì thật ra mấy cái bình xịt này thì mình cũng thừa mà. Các bạn nông dân cải chay thì bình xịt này các bạn thiếu. Nhưng mình là có cái gói nạp. Kia nên mình sẽ... Ui, khá là đen. Mình thì bình thường mình có mấy cái gói... Có mấy cái gói tháng ấy nên mình sẽ có những cái ưu đãi để cái bình xịt nhiều hơn so với các bạn rất là nhiều đây có cái này này có cái quà tặng của sandy này nó sẽ cho các bạn bình xịt khá là nhiều đấy. một tuần cho ba bình xịt nên sau này cũng sẽ thừa thôi à, mình mình trang bị thì mình tự chọn cũng rất là nhiều thứ nhất là trà đúng không nhỉ lấy quần trà này nói chung là mà... Tài nguyên của mình không phải lo các bạn ạ. Chỉ sợ là không có ISP e để úp hoặc là không có cái, cái lượng nguyên liệu để cho mình úp thôi. Đấy. Rồi mình, kể, mình sẽ tăng sao cho bạn luôn nhé. Lên này. Tiếp này. Một viên này. Không biết có đủ không. Thiếu là thấy bà luôn các bạn ạ hai này ui thiếu rồi mình tính nhầm nữa các bạn ạ à, vậy là cần một nhân viên nữa mình tính nhầm rồi bởi vì mình thấy nghi nghi chút xả này 300 không ui mình ấn nhầm rồi vì lắc rồi các bạn ạ xả làm 300 nhân viên là bị lắc hình như tối đa là nó khoảng uh, mấy tối đa là 500 hay đấy nhỉ biết nó có bị hao hụt không ờ này lại có khách nào phải xin bên mình nhé các bạn các bạn thấy chưa cái điểm nó khá là nhiều nhé toa người các bạn ơi tôi không sao thấy thiếu nhé mình không tính một nhân viên gốc nữa vậy là kèo này căng rồi này của mình là đang bị căng rồi các bạn ạ có hai chăng thì mình phải bỏ tiền ra gacha tiếp căng rồi các bạn ạ, à. cứ ngỡ rằng mình đang ngon 600 thì mình không đủ nữa đâu các bạn ạ. À. Để mà quay cái này các bạn phải tốn kém rất là nhiều. Ít nhất là các bạn phải bỏ được khoảng 4 triệu, 5 triệu các bạn lên một mới vương miền 1 đấy. Nếu mà dừng ở đây thì cũng hơi khó nuôi các bạn nhé. Bởi vì bây giờ của mình là phải vương miền một các bạn ạ, à. kế hoạch của mình sắp tới đó, phải hầu như là phải vương miền một hết tất cả. À, nếu mà những cái nhân viên như những cái nhân viên sự kiện như thế này ni hay là bay la hay là momo hay là từ từ mình xem nhân viên này có có cầu nguyện được không thật ra Erika cũng cầu nguyện được khá là ngon ủa ngày hôm nay mình cầu hình như mình cầu nguyện rồi các bạn ạ trợ giúp này không bố điều ước ồ hôm nay mình đã điều ước rồi mình xem lịch sử của mọi người lịch sử mọi người toàn là erika thôi cay thiếu quá mất mình khuyên nên mình cứ tính cái nhân viên gốc một tí vậy là từ dưng là mình là thừa tính ra thì các bạn cần phải khoảng bốn nhân viên các bạn ạ hai chia là bốn lúc nãy mình tính sai các bạn 4 nhân viên bởi vì 120 chia 4 nó được 3 thêm một nhân viên cóc nữa là phải 4 nhân viên 4 nhân viên bây giờ mình muốn lên vương mệnh 5 là phải 6 nhân viên thêm 2 nhân viên này nữa mà thiểu <laughs> mà nó ư là cay luôn các bạn ạ chắc có lẽ phải quay trở lại nuôi mấy nhân viên cũ thôi các bạn ạ rồi suy nghĩ lại về vấn đề bởi vì bây giờ các bạn mỗi lần lên vương miện nó tốn cực kỳ nhá 7 x 3 là 21k kim cương Mà ngày xưa đến giờ mình phá kim cương khá là nhiều ấy Thôi thì coi như mình chuột bạch để đột kinh nghiệm cho các bạn Đời, để, để hôm nào mình sẽ lên một cái clip để tổng hợp lại cho các bạn góc nhìn nhá Ok, clip đến đây có lẽ là kết thúc rồi Một clip vừa vui vừa buồn à, Các bạn thấy hay bổ ích thì cho mình xin một like, một đăng ký với Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nhé xin chào và hẹn gặp lại